tần số tình yêu được mang tên ấn tượng ban đầu. À, đúng như cái tên của nó, ấn tượng ban đầu. Chắc chắn hai cô gái của chúng ta sẽ có cơ hội được nhìn ngắm thông qua một bức rèm nha. Các chàng trai của chúng tôi sẽ ngồi đằng sau và thể hiện bản thân mình một tí xíu cho các bạn cảm thấy ấn tượng ban đầu nha. Xin mời bốn chàng trai. Tim nè, selfie nè, còn hai chàng trai số 3, số 4 thì hơi hiền lành tí xíu. Rồi, xin mời bạn đầu tiên. Dạ, lời đầu tiên em xin chào bốn vị ban cố vấn MC cùng hai bạn nữ xinh đẹp, toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình. Em tên là Nguyễn Trung Hiếu, công việc hiện tại là kỹ thuật camera tại một công ty truyền thông. Hiếu cao mét mấy em? Dạ, em cao 1m78 ạ. Em cao mét đó là cao hơn bé mà tiêu chuẩn 1m7 rồi đó. Em ơi, bao lâu rồi em chưa yêu ai nè? Dạ, khoảng tầm gần 1 năm ạ. Gần năm rồi. Gần 1 năm. Rồi trước đó có yêu ai chưa? Dạ, trước đó thì em có 3 mối tình. 3 mối tình. Đều là tình nhi hết à? Ồ, hả? 3 người con gái tình nhi. Là do trùng hợp em quen hay là em cố tình em chọn người phụ nữ quen tình nhi? Dạ, là do trùng hợp thôi. Giờ thì chúng ta sẽ đến với bạn số 2 nha, xin mời bạn. Từ lần đầu tiên thì em xin chào các vị cố vấn và hai bạn nữ xinh đẹp cùng toàn thể khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em là Nguyễn Duy Long. Em ở ngoài Bắc luôn hả em? Vâng, em ở Nghệ An ạ. Em ơi, cho anh hỏi cái kiến em đang đeo là kiến cận hay là kiến mát vậy? Kiến cận ạ. Cao mét mấy em? Cao mét mấy? Cao mét 8 ạ. Trời ơi. Nghề nghiệp của em hiện tại là gì? Tại em đang là sinh viên ngành luật ạ. Ồ, luật sư tương lai nha. Rồi, cảm ơn bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bạn số 3. Xin mời bạn. Kính chào bốn anh chị ban cố vấn. Cùng hai bạn nữ xinh đẹp và hai anh chị MC dễ thương. Mình tên là Nguyễn Thành Tâm. Mình hiện tại đang là một streamer tự do, đồng thời là nhân viên bất động sản. Mình là một người yêu âm nhạc khá hài hước và là rất thích ăn uống, đặc biệt là thích đi du lịch. Em cao mét mấy em? Dạ, cao 1m7 à. Cao 1m7, vậy là hợp với bạn bên này. Dạ. Em ơi, số 4 ơi, lên tiếng em ơi. Lần đầu tiên xin gửi lời chào thân mật nhất tới các anh chị cố vấn MC và hai bạn nữ xinh đẹp cùng toàn thể khán giả trong chương trình quay ngày hôm nay ạ. Em tên là Nguyễn Xuân Trường ạ, em là sinh viên năm 2 ạ, trường Đại học Công nghệ Vũ Tích ạ. Hôm nay mục đích em tới đây là em hy vọng tìm được một lửa tình yêu của mình ạ. Cao mét mấy? Dạ, em cao 1m75 ạ. Rồi, bốn bạn ở trên kia đã giới thiệu một tí xíu về bản thân rồi, còn hai bạn nữ ngồi đây thì sao? Nãy giờ mình lắng nghe, vui cười, có thắc mắc gì không? Xin mời các bạn hỏi thăm. Anh số 2 cho em hỏi là hình mẫu lý tưởng người bạn gái của anh là gì ạ? Lý tưởng của mình là một người con gái, phụ nữ của gia đình và tính cách là hiền lành, dễ thương. Còn em? Còn Hương sao Hương? Hương. Em ấn tượng với anh số 3, số 4. Vậy thì mình có câu hỏi gì mình cứ đặt. Dạ, anh số 3 cho em hỏi là người hình mẫu lý tưởng của anh là như thế nào? Anh thì anh không có mẫu người yêu lý tưởng nào rõ ràng. Chỉ cần gặp, hợp, yêu cũng không có cần giỏi giang quá đâu. Số 4 em, có mẫu người lý tưởng gì không? Mẫu người bạn gái lý tưởng em là biết quan tâm ạ và dễ thương ạ. Mình đã nghe được giọng nói, thấy được hình dáng rồi thì bây giờ mình sẽ đến với chiếc ốp lưng. Xin mời bốn chiếc ốp lưng. Hai đứa nhỏ ơi, cái logo dán lên là logo của tần số tình yêu nha. Bây giờ quan trọng là hai nhỏ con gái ấn tượng với cái ốp lưng nào. Như trên đây là có ba cái là ốp lưng trong rồi, chỉ có một người là ốp lưng màu đen thôi. Anh số 3 giống ốp của em. Số 3 ốp trong đúng không em? Ốp trong ốp giống nhau. Và hồi nãy lúc đầu tiên nghe giọng nói thì bạn cũng cảm thấy ấn tượng với anh số 3. Rồi bây giờ cái ốp lưng lại giống nhau nữa, có cùng tần số rồi đó. Tiếc anh ấn tượng với cái ốp lưng nào? Dạ, em ấn tượng với lại ốp lưng số 1 và số 2. Số 1, số 2. Số 2 nhìn dạ, màu đen, nhìn cá tính mạnh ha. Dạ. Số 1, số 2. Ủa, số 1 đâu có xài ốp lưng đâu. Đúng rồi. Xài ốp lưng. Ý là sở thích của em đôi khi cũng là ốp lưng màu đen và không xài ốp lưng. Bạn số 2 ơi, cái ốp lưng màu đen là bạn chọn hay ai cho bạn? Là em tự chọn, em mua. Tại sao bạn lại chọn màu đen? Vì là em thấy nó đơn giản mà phóng khoáng nên là mạnh mẽ nữa. Em thấy là hai bạn ngay từ đầu khi nghe giọng nói cũng như là bây giờ thấy được ốp lưng rồi, hai bạn đều có cùng tần số. Bạn Tức Anh thì có cùng tần số với bạn số 2. Bạn
Hương thì có cùng tần số với bạn số 3. Vậy thì bây giờ mình coi màn hình khóa thử xem hai bạn có thay đổi cái tần số của mình không nha. Xin mời màn hình khóa. Trời ơi, số 4 dễ thương quá nè. Số 4 ơi, em chở cái gia đình đó là ba mẹ em với em hồi nhỏ hả? Ờ, không phải đâu chị ạ. Ai vậy em? Thì là đây là một cái hình mà em thấy nó như là đẹp chị ạ. Nó bình yên đến lạ luôn. Em cho anh hỏi, cái bạn số 1 cái hình đó em chụp hay em lấy trên mạng vậy? Dạ là em chụp một chuyến công tác ở Quảng Bình rồi thấy cảnh đẹp rồi em thắng lại anh chụp. Cái này em chụp ở đường quốc lộ đúng không? Dạ đúng rồi. Đẹp quá ha. Anh hỏi cái đó em chụp buổi sáng hay buổi chiều vậy? Dạ buổi chiều hoàng hôn ạ. Buổi chiều hoàng hôn. Bạn số 2, bạn số 2 cái hình là có sẵn hay là bạn chụp? Em chụp trên mạng ạ. Chụp lại trên mạng hình hả? Vâng. Trên mạng thôi. Số 3 nè, cái màn hình khóa này là... Số 3 là bạn chụp đó, bạn là phi hành gia mà. Ồ, cái này là cái trứng nè, cái trứng xong rồi vẽ hình lên rồi phải không em? Dạ không, cái này là cái ảnh có sẵn trong điện thoại. Tụi em cảm nhận được là bốn cái màn hình nền này á, màn hình khóa này á, thì em ấn tượng nhất tới bạn nào? Dạ, có thể đổi không? Tới bạn số 2, bạn số 4. Thêm số 2, số 4, thêm bạn số 4 rồi đúng không? Dạ. Vì sao? Dạ tại vì em cũng hay thích chụp hình ở những cái nơi người ta gọi là bụi cỏ. Bụi cỏ vậy, thơ mộng. Vậy thì còn Hương nè, Hương cảm thấy ấn tượng với màn hình khóa nào của bốn chàng trai ở đây? Vẫn như lúc đầu là em thấy anh số 3, số 4. Anh số 4 em thấy có vẻ chững chạc, đơn giản nhưng mà biết suy nghĩ kiểu vậy á. Nhưng mà có vẻ trầm tính. Còn em thì lại thích những người vui tính một xíu. Vâng ạ, và trước khi hai cô gái rất là xinh đẹp ngồi ở bên đây có cơ hội suy nghĩ đúng đắn hơn về sự quyết định của mình và chàng trai nào sẽ phải chia tay đây, chúng ta hãy cùng nhau nghỉ với Lao nha. Chúng ta sẽ quay trở lại sau ít phút nữa. Tình yêu. Và bây giờ chúng ta sẽ xem ý kiến của hai bạn đây. Hai bạn sẽ giữ lại chàng trai nào ngày hôm nay? Xin mời Hương. Như nãy giờ em nói thì em có cảm tình với bạn số 3. Bạn số 3, và bây giờ mình muốn giữ lại bạn số 3 để đi tiếp vào vòng trong với mình đúng không? Dạ. Yeah. Bạn số 3. Yeah, chúc mừng bạn. Còn Tuyết Anh thì sao? Dạ, em vẫn giữ quan điểm ban đầu của em là bạn số 2 ạ. Số 2 hả? Dạ. Sao nãy cũng thấy lung lay tí xíu bạn số 4 mà. Dạ thì cả hai bạn anh nói không được tham lam mà. Dạ. Dạ vậy thì bạn quyết định là số 2 ạ. Số 2, chúc mừng bạn. Rồi bây giờ số phận của số 1 và số 4 sẽ thuộc về ban cố vấn. Ban cố vấn thì này là nam, cho nên chị Việt Hương với lại bé Trinh được quyền lựa. Chị mời bé Trinh. Dạ em thì cũng giống như chị Hương, em thích cái vẻ rụt rè của bạn số 4. Chị số 4. Thì chị thích bạn số 4. Cho nên em... chị muốn coi mặt bạn số 4. Chị muốn giữ lên bạn. Thật ra chị Hương chọn mà muốn coi bạn số 4 là cũng có lý do. Tại vì bạn số 4 cũng nói giọng miền Bắc. Mà bạn gì ạ? Bạn Tuyết Anh á cũng thích người miền Bắc. Sợ giữ lại một người nữa cho nên sợ lung lay cái suy nghĩ của mình ngay từ đầu. Cho nên mình phải cắt ngay từ đầu để cho bạn ấy khỏi phải khó xử những dòng sau. Tại Tuyết Anh đang lung lay giữa hai giọng Bắc. Dạ. Hiểu không? Mà cái anh này rất là đặc biệt. Mà hai bạn này không chưa chọn rồi mình nên giữ lại bạn số 1. Tại nhiều khi bạn số 1 có một cái đặc điểm gì rồi sao? Dạ. Mà hai bạn kia lát nữa đổi hướng thích bạn số 1 rồi sao? Uh-huh. Cho nên hai đứa tôi chọn bạn coi mặt giữ bạn số 4. Giữ lại số 1 và coi mặt bạn số 4. Dạ. Tí Cương, bạn thấy sao Tí Cương? Thôi cho tôi bỏ phiếu trắng đi. Rồi vậy là giữ lại bạn. Vậy thì chúc mừng bạn số 1. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ chàng trai số 4 để xem anh ấy như thế nào. Xin mời. Đẹp trai sáng tài. Anh chỉ là chàng trai hơi nhút nhát. Anh không giỏi thể hiện bản thân mình trước người khác, nên yêu đơn phương một ai đó rất khổ. Em có thể hợp tác với anh để đuổi đi đau khổ đó của anh có được không? Em thấy khác
với những gì mà mình nghe cậu ấy nói bên trong ha. Em, cảm giác của em như thế nào khi mà mình đến với chương trình nhưng mà mình bị loại đầu tiên, mình phải ra về rồi, thì em có tiếc không? Thì cảm giác em cũng tiếc anh ạ. Nhưng mà cho Buka hỏi là mình đã không có quen một bạn gái nào bao lâu rồi? Dạ, được một năm. Năm, vậy trước đó bạn đã có được mấy mối tình? Em được hai mối tình chị ạ. Ai cua ai? Em đi cua người khác hay người khác cua ai em? Ai cua ai? Dạ, em có cua đâu ạ. Hai đứa nhìn nhau, thích nhau, thế là yêu nhau rồi ạ. Bây giờ mới bước ra này, em nhìn hai bạn, em cảm thấy em thích bạn nào nhất? Dạ, em có ấn tượng với bạn áo xám ạ. Áo xám? Áo xanh xanh than than xanh đấy xanh. Ạ. Dạ, xanh xanh. Ấn tượng ha. Dạ vâng. Vậy thì bây giờ mình thử một câu thả thính xem như thế nào nè. Nếu mà người đó không tốt với em nhá, thì anh vẫn luôn đằng sau em nhá. Trời ơi. Đi ra ngoài kia uống cà phê chờ. Và rất cảm ơn bạn ngày hôm nay đã đến với chương trình. Chúc bạn sẽ luôn thành công trong công việc, cũng như là sẽ tự tin mạnh mẽ hơn để có được một tình yêu của mình sau này nha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Dạ vâng.